Tôi mới múc về cái tay cầm chơi game cho smartphone sướng nhất thế giới. À đấy là người ta quảng cáo thế, chứ còn mình phải thử. Cái hộp thôi cũng đẹp. Ui chù choà mà ơi. Nó đẹp như yêu cũ của bạn. Nhìn cái chữ Razer thôi là thấy sướng rồi các bạn. Chất liệu nó là nhựa đúc chống xước ạ, chống vân tay. Cụm điều khiển cực kỳ xịn, hoài cổ kiểu Nintendo. Nút bấm thì nhựa đúc trầm để bấm cho nó tin tay chứ không bị lọp bọp như nút cao su đẻo. Cầm thì sướng rồi, nhưng mà chơi nó có sướng hay không thì phải thử. Mở tay cầm ở mặt lưng, con này có đầu cắm trực tiếp vào máy, có cả Lightning lẫn Android. Mặt lưng của nó thì có giải cao su để lắp được nhiều loại máy, như là con 12 Pro Max này của tôi hay là con iPhone 13 này mới cóng. Cầm mở này, nó lên một tầm đẳng cấp khác luôn này. Quá ấn tượng. Cái bộ loa của nó to như loa thùng. Ông nào mà chơi bắn súng thì nghe rõ từng tiếng bước chân, không delay gì hết. Cụm nút phải nói là nhạy, test quay trái, quay phải, quay lên không có độ trễ. Nó còn cắm sạc ở phía bên dưới, bạn có thể vừa chơi vừa sạc dễ hơn. Nó không bị cấn như là cắm sạc thông thường. Con này cực kỳ hợp với anh em nào chơi game đi cải, game bắn súng này, chơi là nhạy hơn hẳn. Kết luận chung, nó đúng là sướng nhất cho smartphone rồi. Điểm yếu cố hữu là nó đắt, mà thật ra cũng không đắt lắm. Điểm yếu thứ hai là không phải game nào nó cũng hỗ trợ được, nhưng mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều game nhá. Long Khoa Học review khoa học.